đây những cái phần khung hình đang được mình cho những cái lớp keo của mình lên bên trên và đang gắn hết số lượng những cái bông hoa này rồi. Sau khi mà mình đã vừa lần lượt gắn được xong những cánh hoa của mình như thế này thì bây giờ sẽ là phần nhị hoa. Phần nhị hoa ở đây thì sẽ được mình chuẩn bị từ một tờ giấy có kích thước ở đây sẽ là 2 × 2,5 nhân với lại 21 cm như thế này nhá. Sau khi đã chuẩn bị xong thì đầu tiên các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy này của mình lại. Sau khi đã gấp đôi xong thì mình sẽ sử dụng kéo và mình cũng sẽ chia đôi cái phần khung hình này ra và mình cũng sẽ tiếp tục gấp nhỏ lại để chúng ta có thể cắt thành những cái khoảng cách bằng nhau như thế này. Sau khi mình đã vừa cắt được những khoảng cách bằng nhau rồi thì bây giờ mình cũng sẽ mở tờ giấy này của mình ra và mình cũng sẽ tiếp tục lần lượt sử dụng một cái phần que chuyên dụng và chúng ta sẽ làm cong cái phần que chuyên dụng này. Và sau khi đã làm cong xong rồi thì mình sẽ mở tờ giấy này của mình ra nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cuốn cái phần tờ giấy có gam màu. Đỏ này của mình lại và chúng ta sẽ gấp đôi lại với nhau như thế này. Tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tiếp tục cuốn tròn cái phần khung hình này của mình lại thêm một lần nữa. Và mình sẽ tiếp tục cuốn thêm 2 lần như thế này nhé. Và sau khi mình đã vừa cuốn xong thì bây giờ các bạn sẽ lần lượt cho những cái lớp keo của mình lên bên trên phần bông hoa như thế này, phần nhị hoa của mình. Và chúng ta sẽ lần lượt gắn cố định được những cái phần nhị hoa của mình vào bên trong phần khung hình như thế này. Cứ tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta đang lần lượt hoàn thiện và gắn được những cái phần bông hoa của mình để tạo ra được những cái nhụy hoa có gam màu đỏ của mình nhé. Tương tự như các bạn có thể quan sát được thì ở đây những cái phần bông hoa có gam màu đỏ và bông hoa, những cái phần nhụy hoa có gam màu đỏ và phần bông hoa có gam màu hồng đang được mình tiến hành cho keo và chúng ta sẽ gắn lại cho đến hết. Tương tự như các bạn có thể thấy được thì đây sẽ là một số những cái phần khung hình cuối cùng này của mình. Và bây giờ thì sau khi mình đã vừa hoàn thiện xong được những cái phần khung hình cuối cùng này của mình rồi thì bây giờ mình cũng đang dần dần hoàn thiện và gắn cố định lại với nhau. Sau khi mình đã vừa hoàn thiện và gắn cố định xong được cái phần khung hình này của mình rồi thì đây sẽ là hai cái phần cành hoa sẽ được mình sử dụng để tạo ra được cái phần khung hình, đó là những cái bó hoa của mình như thế này nhá. Bây giờ để tạo ra được phần bó hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đây, đó là một tờ giấy có gam màu đen và mình sẽ sử dụng phần tờ giấy màu đen để tạo ra được cái phần bọc. Trước khi làm thì mình sẽ làm một chiếc nơ và phần chiếc nơ này sẽ được mình cắt với kích thước là 12 × 12 cm từ tờ giấy có gam màu xanh này và các bạn sẽ gập chéo phần tờ giấy màu xanh này của mình lại. Sau đó thì mình sẽ mở tờ giấy này của mình ra và chúng ta sẽ làm đối với phần đối xứng. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được phần tờ giấy màu xanh này của mình. Và bây giờ thì mình sẽ cắt để chia cái phần khung hình này thành những cái phần bằng nhau. Sau khi đã chia xong thì mình sẽ gấp đôi lại. Sau khi đã vừa gấp đôi xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt sử dụng khéo và cắt thành những cái hình đường vòng. Sau khi đã cắt được thành cái hình đường vòng như thế này thì mình cũng sẽ tiếp tục lần lượt tiếp tục gắn cố định được cái phần khung hình này của mình lên bên trên. Sau khi đã gắn cố định được cái phần khung hình này rồi thì mình sẽ tiếp tục chuẩn bị cái phần tờ giấy màu xanh như vậy và cắt thành một cái phần đường tròn để chúng ta đặt vào chính giữa tờ giấy này của mình. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng phần tờ giấy màu đen để tạo ra được cái phần bọc bên ngoài nhé. Mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu đen A4 như thế này và bây giờ thì các bạn sẽ gấp đôi cái phần tờ giấy này của mình lại nhé. Sau khi mình đã vừa gấp đôi xong thì mình sẽ cắt đi cái phần khung hình này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là mình sẽ tạo ra được cái phần bó hoa. Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt cắt lại với nhau như thế này.
Và bây giờ thì hoàn thiện bằng cách mình sẽ gắn một cái phần đường tròn như thế này nhé. Bây giờ thì mình sẽ ướm thử những cái phần khung hình này của mình lên bên trên. Và sau khi mình đã vừa ướm thử rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho một lớp keo của mình vào bên trong cái phần tờ giấy của mình. Sau khi đã cho keo lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn cái phần khung hình này của mình lại với nhau. Sau khi mà mình đã vừa lần lượt gắn được cái phần khung hình này của mình rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt gắn ở phía đằng ngoài như thế này, một cái phần bó hoa như thế này nữa. Và để gắn được hai bó hoa này trông nó được chắc chắn hơn thì mình sẽ cho một lớp keo của mình lên bên trên phần cành hoa này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gắn cố định lại. Sau khi đã gắn cố định xong được hai cái phần bó hoa này lại với nhau rồi thì mình sẽ đặt cố định vào bên trong cái phần bông hoa như thế này. Và ở đây thì mình sẽ đặt để làm sao cho cái phần bông hoa này của mình nó sẽ được gắn cố định chắc chắn hơn nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ lật ngược cái phần khung hình này của mình ra mặt phía đằng sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt gắn cố định lại cho đến hết. Sau khi đã gắn cố định được cái phần khung hình này của mình từ những tờ giấy có gam màu đỏ thì một cái phần chiếc nơ sẽ được đặt vào bên trong. Mình đã vừa điều chỉnh lại rồi thì bây giờ một chiếc nơ nữa cũng sẽ được mình cho một lớp keo của mình lên và chúng ta sẽ gắn vào chính giữa như thế này. Sau khi đã gắn được vào chính giữa cái phần khung hình này bằng một chiếc nơ rất là đẹp mắt như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh lại thêm một lần nữa những cái phần khung hình của mình. Và như vậy là một sản phẩm trang trí có hình bó hoa để bàn cũng như là của mình cũng như là tặng quà và những dịp lễ thì mình đã vừa hoàn thiện xong rồi. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu như các bạn cảm thấy đây là một tác phẩm đẹp cũng như ý tưởng video của mình hay, hãy nhớ cho mình xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để cho mình có động lực ra những video mới hay hơn nữa và bắt mắt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau của mình nhé.